Như thường lệ, trước khi bắt đầu bài học mới, chúng ta hãy cùng điểm lại những điểm ngữ pháp chính trong tập trước các bạn nha. Từ mấy giờ đến mấy giờ thì chúng ta sẽ hỏi là 何時から何時までですか? 何時から何時までですか? から và made là từ đến. Thế nên cái này, cái câu này thì cũng sử dụng khá là phổ biến nha. Thì trước cái chỗ cụm này, chúng ta có thể thêm cái ý, nội dung mà mình muốn hỏi, cộng thêm wa. Ví dụ như là chúng ta có thể hỏi là bạn làm thêm từ mấy giờ đến mấy giờ chẳng hạn. Làm thêm là arubaito. Arubaito. Hoặc là cũng có thể nói tắt là baito. Thì trong trường chúng ta muốn hỏi thêm là bạn làm thêm từ mấy giờ đến mấy giờ, thì chúng ta có thể hỏi là arubaito wa 何時から何時までですか? Thì cách sử dụng là như vậy. Thì khi mà trả lời thì chúng ta cũng sẽ trả lời là thời gian gì, đúng không nhỉ? Hoặc là cũng có thể có cụ thể hơn thì sẽ có phương から. Rồi tiếp theo nữa là lại thời gian lần nữa des. Thì đây sẽ là cách trả lời. Ví dụ như là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có là 午前10時から午後4時までです. Đó, thì khi mà trả lời thì chúng ta trả lời thời gian から, thời gian までです. Thì cũng giống như trong tiếng Việt thì chúng ta cũng sẽ trả lời là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Và vừa rồi chúng ta đã cùng ôn lại bài học cũ. Hãy sẵn sàng cùng Duy Khánh và Hoàng Yến bắt đầu bước vào bài học mới nha. Rồi, bài học tiếp theo của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về mẫu câu itsu desu ka. Đây là câu mà sử dụng để hỏi về kế hoạch của ai đó là diễn ra vào bao giờ. À, tức là bây giờ nếu mà mình hỏi câu này thì mình sẽ, em nghĩ là sẽ hỏi được nhiều thứ hơn đúng không ạ? Đúng vậy, hồi cô ở Nhật cũng thế. An-san. À, sensei. こんにちは。こんにちは。小池さんは、アンさんにベトナムのことを教えてほしいそうです。いいですよ。でも今日はアルバイトがあるので時間がありません。アルバイトの休みはいつですか？木曜日と日曜日です。では今度の木曜日の午後教えていただけませんか？はい、いいですよ。ありがとうございます。では2時に学校の前で会いましょう。 アンさん、よろしくお願いします。はい。Rồi mẫu câu itsu desu ka? Itsu desu ka là hỏi là bao giờ. Thì chúng ta có thể thêm nội dung cần hỏi ở đằng trước đấy cộng thêm wa. Thì ví dụ như hỏi là công việc tiếp theo là bao giờ chẳng hạn. 次の仕事はいつですか? Còn cách trả lời thì chúng ta sẽ có là trả lời là từ thứ hai đến chủ nhật. Cô sẽ dạy các em từ vựng mới nhé. Dạ. Thứ hai đến chủ nhật. Thứ hai là getsuyobi. Yobi là thứ nhé, thứ mấy này. Getsu là thứ hai. Tiếp theo thứ ba là kayobi. Kayobi. Thứ tư là suyobi. Thứ năm là mokuyobi. Thứ sáu kinyōbi. Thứ bảy doyōbi. Và chủ nhật là nichiyōbi. Rồi, thứ hai là getsuyōbi. Thứ ba là kayōbi. Thứ tư suyōbi. Thứ năm là mokuyōbi. 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 Thứ sáu là kinyōbi. Thứ bảy doyōbi. Và chủ nhật là nichiyōbi. Rồi, tiếp theo cô cho các em các từ. Ngày nghỉ. Ngày nghỉ là kyūjitsu. Kyūjitsu là ngày nghỉ. Còn tiếp theo là shukujitsu là ngày lễ, nghỉ lễ. Tiếp theo các cụm từ về tuần trước, tuần này, tuần sau nhá. Tuần trước là senshū. Senshū là tuần trước. Tuần này gonshū. Tuần sau laishū. Senshū, konshū, laishū. Tuần trước, tuần này,
và tuần tới. Tiếp theo nè, ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. 昨日, 昨日 là ngày hôm qua. 今日, ngày hôm nay. 明日, ngày mai. Ngoài ra thì có ngày kia là 明後日, 明後日, ngày kia. Rồi, trong câu chuyện vừa nãy thì là cũng xuất hiện đoạn là hỏi hôm nào thì là bạn được nghỉ làm thêm đúng không nhỉ? Bao giờ là bạn nghỉ làm thêm thì có câu là Arubaito no yasumi wa itsu desu ka? Thì có trả lời là nghỉ vào thứ mấy nhỉ? Thứ năm. Thứ năm và thứ hai đúng không nhỉ? Thì sẽ là Mokuyobi to getsuyobi desu. Đó, đó là cách trả lời như vậy. Ngoài ra thì là cũng có xuất hiện cái phần ứng sử dụng là no mae đúng không nhỉ? Là có hẹn gặp nhau ở trước trường lúc 2 giờ thì là niji niji ni gakko no mae de aimashou. Gakko, gakko là trường học. Cụm từ gì đấy trước no mae là trước cái gì đấy. Ví dụ như là trước nghỉ lễ chẳng hạn thì là shukujitsu no mae. Hoặc là trước buổi đi làm thì là shigoto no mae. Trước khi đi làm, shigoto no mae chẳng hạn. Trước dịp gì đó, trước cái gì đó, trước chỗ nào đó cũng có thể sử dụng này được. No mae thì thêm cái cụm từ trước cái gì thì cái gì đấy là nó đứng trước. No mae nhá. Thì khi mà đặt trường học vào trước mẫu câu đấy thì có nghĩa là trước trường học. Vậy thì hẹn gặp nhau ở trường học, gặp nhau là au. Gặp nhau nhé thì là aimashou. Và chúng ta sẽ có câu là niji ni gakko no mae de aimashou. Rồi đến đây các em có hỏi gì không? Em muốn luyện tập quá. Rồi ok, vậy thì bây giờ chúng ta vào luyện tập nhá. Em hỏi Khánh trước. Rồi ok. Dạ. Vậy thì Yến hỏi Khánh chưa nhá. Khánh san, o shigoto no o yasumi wa ichi desu ka? Kondo no doyobi desu. Dewa, doyobi no gogo, eiga ni ikimasen ka? Ii desu yo. Sanji ni eigakan no mae de aimashou. Hey, ii desu yo. Rồi, bây giờ đổi vai nhá, bây giờ đến lượt Khánh rủ Yến nhá. Isan, o shigoto no o yasumi wa ichi desu ka? Itsu. Itsu desu ka? In-san, o shigoto no o yasumi wa ichi desu ka? Kyo desu. Dewa, kyo no gogo, eiga ni ikimasen ka? Ii desu yo. Ichiji ni gakko no mae de aimashou. Hai. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài học về cách hẹn ai đó làm gì. Ngay bây giờ, hãy cùng ôn lại cấu trúc, ngữ pháp và từ vựng của bài học hôm nay các bạn nhé. Rồi, mẫu câu itsu desu ka? Itsu desu ka là hỏi là bao giờ? Thì chúng ta có thể thêm nội dung cần hỏi ở đằng trước đấy, cộng thêm wa. Thì ví dụ như hỏi là công việc tiếp theo là bao giờ chẳng hạn. 次の仕事はいつですか? Còn cách trả lời thì chúng ta sẽ có là trả lời là từ thứ hai đến chủ nhật. Cô sẽ dạy các em từ vựng mới nhé. Dạ. Thứ hai đến chủ nhật. Thứ hai là getsuyobi. Yobi là thứ nhé, thứ mấy này. Getsu là thứ hai. Tiếp theo thứ ba là kayobi. Kayobi. Thứ tư là suyobi. Thứ năm là mokuyobi. Thứ sáu kinyobi. Thứ bảy doyobi. Và chủ nhật là nichiyobi. Ngày nghỉ là kyujitsu. Kyujitsu là ngày nghỉ. Còn tiếp theo là shukujitsu là ngày lễ, nghỉ lễ. Các cụm từ về tuần trước, tuần này, tuần sau nha. Tuần trước là senshu. Senshu là tuần trước. Tuần này, konshu. Tuần sau, laishu. Senshu, konshu, laishu. Tuần trước, tuần này và tuần tới. Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Kino. Kino là ngày hôm qua. Kyo, ngày hôm nay.
Ashita, ngày mai. Ngoài ra thì có ngày kia là asatte. Asatte, ngày kia. Rồi, vậy là các em đã nắm được bài học rồi đúng không? Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ cô sẽ giao nhiệm vụ tuần này cho các em nha. Nhiệm vụ lần này cho các em là các em sẽ vận dụng những kiến thức mà đã học được để giao tiếp với người Nhật. Thứ nhất là các em sẽ hỏi người Nhật về thời gian. Thứ hai là các em sẽ hỏi nhân viên người Nhật về thời gian là quán ăn mở. Và thứ ba là các em sẽ hẹn với người Nhật. Rồi, Yến và Khánh, cả hai cùng cố gắng thực hiện nhiệm vụ nhé. Dạ. Chương trình Nhật ngữ trong nháy mắt phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình VTC8 View TV. Xin chào và hẹn gặp lại.